Vị trong cái bản tin về Hoa Kỳ, chúng ta sẽ nói tới cái cuộc vận động đầu tiên của ông Donald Trump ở Waco. Như quý vị thấy thì thứ bảy vừa rồi thì ông Trump đã tổ chức rất là thành công một cái cuộc meeting ở Waco mà người ta gọi là cuộc vận động đầu tiên trong cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 của ông. Ngay từ cái địa điểm gọi là tổ chức cái cuộc meeting này đó là ở Waco đã khiến cho người ta ban đầu người ta xôn xao lắm, người ta đặt ra rất là nhiều câu hỏi, nhiều nghi vấn qua cái vấn đề đó, bởi vì chúng ta biết rằng là 30 năm trước vào năm 1993 đó, ở thị trấn Waco này đã xảy ra một cái cuộc gọi là đụng đầu chạm trán về súng ống giữa những người trong giáo phái David đen với là FBI liên bang, mà kết quả để lại là tới 86 người của cả hai bên đã phải tử vong đó. Thế nhưng mà thực sự ra nếu mà mình nhìn vào cái bản đồ của Waco thì mình có thấy rằng là ông sở dĩ mà ông Trump có tổ chức cuộc meeting ở đây thì nó cũng chỉ là một cái lý do rất là đơn giản mà thôi. Như chúng ta cũng biết rằng rồi, ai mà làm cái chuyện gì thì khởi sự làm cái chuyện gì đó thì ai cũng đều mong muốn nó có một sự thành công thật là tốt đẹp, để từ đó nó sẽ làm cái chớn cho những cái chuyện về sau, giống như cái câu người ta hay nói là đầu mà xuôi thì đuôi sẽ lọt, thế thôi. Ở Waco này đó, vị trí của Waco chúng ta thấy nó là trung tâm điểm của nhiều cái thành phố lớn của Texas nằm chung quanh. Thí dụ mình thấy là Fort Worth này, Dallas này, Houston này, rồi Austin này, bốn cái thành phố đó nó bao bọc với Waco, có nghĩa là cái khu vực đó đó toàn là những cái cử tri bảo thủ mà thôi, cử tri cộng hòa mà thôi, mà rất là bảo thủ đó, thành ra là cái khu vực đó là khu vực đỏ đậm. Nếu mà ông Trump ông tổ chức vào một cái cuộc meeting ở đây thì rõ ràng là ông không lo cái sự thất bại, ông không lo tới cái chuyện là có những cái cử tri chống ông ấy, mà dám vào đây mà la lối mà chống ông ấy. Bởi vì với một cả một cái khối cử tri mà hình như là cả cả 100 người thì 99 người đều ủng hộ ông Trump thì không ai dám vào đó cả. Thì quả nhiên mình thấy hiển nhiên là ông ấy có một cái cuộc meeting rất là thành công, không có một sự cố thì nó có thể là ngăn trở cái cuộc meeting của ông cả. Và sau đó đó khi mà được hỏi về cái cảm tưởng đối với ông Trump, những hầu hết những cái cử tri tham gia cái buổi meeting hôm đó đều có những cái lời rất là tốt đẹp dành cho ông, nào là ông là một cái người rất là được việc, nào là cho dù bên Cộng hòa có nhiều cái chọn lựa nhiều cái cử tri nhảy ra thì chúng tôi vẫn cứ ủng hộ ông như thường, vân vân. Thế thì còn cái nội dung của cái cuộc biểu tình đó thì như thế nào? Thì chúng ta bây giờ sàng lọc lại, gạn lọc lại, nó chỉ có hai cái yếu tố mà có quan trọng nhất mà trong cái buổi meeting đó. Cái điểm thứ nhất là cái điểm mà một cái lập luận bất di bất dịch của ông Trump, đó là vào bầu cử năm 2020 ông là người chiến thắng, nhưng mà vì cuộc bầu cử gian lận cho nên cái chiến thắng của ông nó bị đánh cắp. Cho tới giờ này mình không hiểu nổi là tại sao ông Trump ông lại cứ còn vẫn còn cái lập luận như vậy, bởi chúng ta thấy cái lập luận như vậy nó đã bị nhiều cái giới chức ở bên cao cấp của bên Cộng hòa người ta phản đối, người ta không có chịu cái chuyện đó. Rồi cái thứ hai nữa thì chúng ta phải thấy một cái sự thật nó hiển nhiên như thế này này. Cái bầu cử năm vào đầu tháng 11 năm 2020 là cái thời mà ông mới nắm quyền, chính phủ là chính phủ của ông á, mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ mình biết là William Barr là cái người ủng hộ ông hết mình. Thì nếu như là một cái cuộc bầu cử mà nó có gian lận nó xảy ra thì ông á, là cái người đứng đầu chính phủ là chịu trách nhiệm lớn nhất. Tại sao để cho một cái cuộc nó gian lận như vậy nó xảy ra mới là đúng. Huống chi mình cũng đã thấy rồi, ông William Barr ông đã là tổ chức rất là nhiều cái cuộc mà điều tra điều trần gì tùm lum mà cũng không tìm ra một cái yếu tố, một cái chứng minh rằng cái cuộc bầu cử nó gian lận. Thành ra bây giờ cứ nói tới cái điều đó thì chắc chắn là ông Trump không có một cái lợi ích gì mà toàn là cái hại mà thôi. Vâng, đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là ông, như mình đã biết rồi, ông dùng cái meeting đó để ông mô tả ông là một cái nạn nhân của một cái cuộc săn lùng phù thủy rất là lâu dài của phía bên dân chủ.
ông liệt kê ra hàng chục cái cuộc điều tra. Thế nhưng mà ông nói rằng để rốt cuộc là những cái cuộc điều tra như vậy với 11 triệu trang tài liệu như vậy cũng chẳng chứng minh ông là người có tội được. Rồi thì cái chuyện mà công khai cái hồ sơ thuế của ông á, rốt cuộc cũng cho thấy ông là một cái người đóng góp rất là nhiều và chứng tỏ rằng ông có một cái sự nghiệp rất là tuyệt vời đó, trong khi những cái đối thủ của ông thì chẳng có cái gì cả. Và ông đã kết luận rằng những cái cuộc điều tra đó thì đối với là chỉ làm cho ông trở thành một cái người gọi là vô tội nhất của nước Mỹ. Và dĩ nhiên trong cái cuộc chứng minh nhìn mình như vậy thì ông không quên đả kích cái cuộc điều tra của công tố viên ở New York. Ông nói rằng là ông này đã bỏ, ông công tố viên ở quận hạt Manhattan đã bỏ rất là nhiều thì giờ vô ích để điều tra một cái vụ việc mà ông không phải là một cái người có tội. Mà chỉ vì công tố của New York thì cứ đi nghe lời một cái ông luật sư Cohen là một cái người hiện nay đang ngồi tù về tội hình sự, đã bị luật sư Đoàn lấy lại, tịch thu lại cái bằng là hành nghề rồi. Là một cái người không đáng tin thì tại sao mà lại cứ tin lời của ông như vậy? Rồi ông cũng dĩ nhiên là không quên coi như là châm biếm cái cô đào Stormy Daniels. Ông nói rằng là ông không bao giờ thích một cái loại người đàn bà mặt ngựa, một cái người đàn bà mà kinh khủng như thế được. Và ông sẽ không có ai cả, là bởi vì chúng ta đã có một cái đệ nhất phu nhân rất là tuyệt vời rồi. Thì mình hiểu rằng là đặt tên và châm biếm kẻ thù là cái sở trường của ông Trump rồi. Thế nhưng mà có một cái điều mà ông thất bại là ở chỗ khi mà ông đưa ra những cái lời công kích đối thủ của ông là thống đốc của Florida, ông Ron DeSantis. Ông có kể rằng là vào năm 2018 đó, khi mà ông DeSantis chưa là ai cả, không có là một người vô danh đó, thì chạy tới ông đó, khóc lóc và xin ông sự ủng hộ. Thì ông thương tình, ông ủng hộ ông DeSantis. Và quả nhiên ông DeSantis nổi lên như cồn và là thành một ứng cử viên của Cộng Hòa và sau đó thắng luôn là trở thành thống đốc của tiểu bang Florida. Rồi bây giờ nhảy ra tranh cử là một cái hình thức gọi là phản bội lại cái sự giúp đỡ của ông. Thế nhưng mà cử tọa khán giả của Cộng Hòa hôm đó không phải không xem ra là không mặn mòi, không hưởng ứng cái chuyện mà ông tố giác như vậy. Cho nên người ta giữ một cái thái độ hình như rất là yên lặng. Một cái sự yên lặng hình như nó hơi lạnh lẽo và ngượng ngùng lắm. Không hiểu là ông Trump có rút được cái kinh nghiệm gì qua cái thái độ của cái người Cộng Hòa hôm đó hay không. Thế nhưng mà người ta thấy rõ ràng là ông có lý do để mà ông lo lắng ông DeSantis. Bởi vì hiện nay đó, người ta lấy một cái cuộc thăm dò ở hai cái tiểu bang mà nó có cái kỳ bầu cử sơ bộ sớm nhất là Iowa với New Hampshire đó. Thì người ta thấy như này. Ở Iowa thì cái người ủng hộ cho ông DeSantis tới 45%, trong khi là ủng hộ cho ông Trump chỉ có 37% thôi, cách nhau 8 điểm. Ở New Hampshire thì cử tri ủng hộ cho hai ông đều bằng nhau là 39-39. Thế nhưng mà cũng ở hai cái tiểu bang này, khi người ta hỏi rằng là nếu như mà tranh cử với ông Biden á, thì ông DeSantis dễ thắng hay là ông Trump dễ thắng hơn? Thì ở Iowa người ta nói rằng là ông DeSantis dễ thắng hơn tới 48%, ông Trump chỉ có 46%, kém 2 điểm. Nhưng mà ở New Hampshire người ta nói 54%, ông DeSantis dễ thắng hơn. Còn ông Trump thì chỉ có là 37% dễ thắng hơn mà thôi. Cho nên với kết quả như vậy đó, thì chắc chắn là ông Trump bây giờ phải lo lắng, nhất là khi mà ông DeSantis vẫn chưa có nhảy ra tuyên bố để mà tranh cử chính thức. Cho nên cái chuyện mà công kích ông DeSantis chắc chắn là ông Trump sẽ phải làm rất là nhiều lần sau này. Và một cái tin tức thế giới kế tiếp đây là về tình hình của Trung Quốc. Đó là cái chuyện mà báo chí của Trung Quốc thì lại nói rất là ngược ngạo về các vấn đề mà những cái thùng container đó nó trống rỗng. Thì chúng ta hiểu rằng là trong cái vấn đề mà buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia với nhau đó,
thì cái thùng mà đựng hàng bằng sắt mà dài có thể là tới 40 feet đó, mình hay gọi là những cái thùng container đó, nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Bởi vì phải có nó thì hàng hóa mới được đóng thùng và mới được mới chuyên chở, nó mới dễ dàng. Thành ra trong cái đường biển này, đường hàng không này, đường sắt này hay đường bộ gì thì cái thùng container này nó cũng đều là giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Và những cái gì, những cái tin tức quanh cái vấn đề container đó, nó sẽ cho người ta thấy rất rõ cái hình ảnh kinh tế của một nước nào đó. Thế thì với Trung Quốc vào những năm mình thấy là 18, 19, 20 đó, cái nền kinh tế của họ rất là phồn thịnh, cái sự xuất khẩu hàng hóa nó ào ạt lắm. Đến nỗi mà những cái thùng container này thiếu, không có thùng để đóng hàng xuất khẩu. Và như vậy đó, những cái chuyến hàng, những cái chuyến tàu mà chở container cũng coi như là thiếu luôn. Bởi vậy trong những cái năm đó, nhu cầu đặt hàng, đặt thêm container, đặt thêm, đóng thêm tàu để mà chở cái container thì nó rầm rộ, nó ào ạt lắm. Nhưng mà sang tới đầu năm 21 và năm 22 đó, bắt đầu là Trung Quốc áp dụng một cái thể thức chống dịch mà mình hay nói rất là nhiều là Zero Covid, rất cực đoan đó. Thì vấn đề kiểm dịch là một, mà cái vấn đề phong tỏa thành phố là hai. Nó làm cho cái nền sản xuất của Trung Quốc, kinh tế của Trung Quốc nó lụn bại, nó đi giảm dần. Và dĩ nhiên là cái nền xuất khẩu của Trung Quốc cũng giảm đi rất là nhiều. Mà hơn nữa, tình hình bi đát của toàn thế giới nó xảy ra, khiến cho những cái đơn đặt hàng của thế giới đối với hàng hóa Trung Quốc, một là nó biến mất, hai là nó giảm đi rất là nhiều, một nửa là ít, 50% là ít. Chính vì cái lẽ đó, những cái container nó bây giờ nó không có được xài nữa, nó không có hàng đâu để mà đóng. Thành ra nó dư thừa, nó chất đầy, chất đống trong tất cả những cái bến cảng của Trung Quốc. Nhất là người ta lấy hai cái bến cảng mà người ta gọi là siêu cảng đó. Thứ nhất là Thâm Quyến, thứ hai là Thượng Hải. Đây là những cái trung tâm mà sản xuất dữ dằn nhất của Trung Quốc. Thì bây giờ những cái thùng hàng container nó tràn ngập, người ta phải chồng chất nó lên 7 hàng cao như vậy đó. Mà những nó giống như là những cái nhà lầu bằng container đó. Thế mà những cái khối container đó nó tràn đầy hết cả một cái bến cảng rất là lớn của Thâm Quyến, của Thượng Hải. Và dĩ nhiên là khi mà cái nguồn hàng xuất khẩu mà nó trì trệ như vậy đó, thì nó ảnh hưởng tới những cái ngành có liên quan, chẳng hạn như là cái ngành công nhân làm việc ở các bến cảng, tài xế xe tải chở container này. Rồi những cái công ty mà chuyên chở hàng hải đó không có hàng để chở, dù rằng họ đã hạ giá xuống 80-90% luôn đó, cái giá chuyên chở hàng hóa đó vẫn không có khách để mà chở, tất cả đều suy sụp như vậy đó. Thì trong lúc mà toàn thể thế giới người ta nhìn thấy cái tình hình là những cái thùng container bị trống rỗng, bị bỏ không, bị ứ đọng ở các cảng Trung Quốc như là một cái dấu chỉ rằng là nền kinh tế của Trung Quốc đang suy sụp, nền xuất khẩu của Trung Quốc đang gặp vấn đề, đang trì trệ ghê gớm lắm. Thì ngược lại mình thấy một trong cái tuần lễ vừa rồi đó, báo chí của Trung Quốc mà dẫn đầu là Hoàn Cầu Thời Báo, tức là Global Times, lại đưa ra những cái lập luận mà mình thấy hết sức là ngược ngạo. Đại khái là tất cả những cái tờ báo đó đều quy về hai cái lập luận, nói rằng là cái chuyện mà các container trống rỗng như vậy đó ứ động ở các cảng Trung Quốc đó, nó chứng tỏ rằng là thế giới rất là lạc quan về cái nền kinh tế của Trung Quốc. Họ tin rằng là cái nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phục hồi nhanh chóng, cho nên để sẵn có sẵn những cái chiếc container để mà chất hàng. Hoặc là họ nói rằng là cái sự ứ động của những cái container này cho thấy rằng là các công ty của thế giới đều có một cái đánh cược rất là vào cái sự phục hồi của nền xuất khẩu của Trung Quốc. Nó hoàn toàn nó đi ngược lại với cái sự thực mà cả thế giới người ta đã đánh giá về cái chuyện đó. Nó cho thấy một cái điều là hiện nay ông Tập Cận Bình đang cần cái sự mà đánh bóng
cái sự biện minh, một cái cách là dữ dội cho cái nền kinh tế của Trung Quốc. Bởi vì và khi mà người ta cần tới cái sự biện minh dữ dội như vậy thì sự thực rõ ràng là nó đi ngược lại, nó cái nền kinh tế của Trung Quốc nó rất là bê bát, thành ra mới có cái chuyện mà cần cái sự biện minh đánh bóng như vậy chứ. Cho nên người ta đã nói một cái chuyện là hiện nay thì ông Tập Cận Bình đã bị bao vây bởi một cái đám đàn em nó thân tín nhưng mà nó bất tài, nó bao vây chặt ra cho ông. Những cái người này chắc chắn là sẽ giấu giếm ông đi những cái sự thực mà nó khó nghe, mà chỉ gọi như là đưa ra những cái lời mà ông muốn nghe mà thôi. Cho nên là chắc chắn là ông Tập Cận Bình sẽ bị là bưng bít bởi những cái sự thực. Thì không biết rằng là những cái biện minh rất là ngược ngạo của Hoàn Cầu Thời Báo như vậy đó, không biết là ông Tập Cận Bình ông có nghe thấu cái tai của ông hay không. Và đây là một cái điều mà có lẽ là đối với Hoa Kỳ nó cũng là một cái điều tốt thôi. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin tạm ngừng và nhanh chóng quay lại với cái phần cuối của chương trình.